xử lý nhanh cơn đau răng tại nhà, những biện pháp cần biết. Cơn đau răng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây khó chịu đáng kể trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, có nhiều biện pháp đơn giản bạn có thể thực hiện tại nhà để giảm đau trước khi tìm đến nha sĩ. Dưới đây là những phương pháp hiệu quả và dễ áp dụng. 1. Nước muối ấm Cách thực hiện Pha một thìa cà phê muối vào một cốc nước ấm. Dùng nước muối để súc miệng trong khoảng 30 giây, sau đó nhổ ra lợi ích, nước muối giúp kháng khuẩn, giảm viêm và làm dịu cân đau răng. 2. Chùm nóng hoặc lạnh Cách thực hiện Sử dụng một túi chùm lạnh hoặc túi nước ấm. Đặt lên vùng má gần chỗ đau trong khoảng 15 đến 20 phút. Lợi ích, chùm lạnh có thể làm giảm sưng, trong khi chùm ấm giúp thư giãn các cơ và giảm đau. 3. Tinh dầu bạc hà Cách thực hiện Nhỏ 1 đến 2 giọt tinh dầu bạc hà vào bông gòn đặt bông gòn vào vùng răng đau hoặc khu vực nướu bị ảnh hưởng. Lợi ích, tinh dầu bạc hà có tính chất gây tê nhẹ, giúp làm dịu cơn đau và mang lại cảm giác mát lạnh. 4. Tỏi. Cách thực hiện. Ép một nhánh tỏi và trộn với một ít muối. Đặt hỗn hợp lên vùng răng đau. Lợi ích, tỏi có tính kháng khuẩn mạnh, giúp giảm viêm và đau hiệu quả. 5. Giấm táo. Cách thực hiện. Pha một thì giấm táo với nước ấm. Sử dụng để xúc miệng hoặc dùng bông gòn thấm vào giấm và đặt lên vùng đau. Lợi ích: Giấm táo có tính kháng viêm và kháng khuẩn, giúp giảm đau răng hiệu quả. 6. Trà đen. Cách thực hiện: Ngâm túi trà đen trong nước nóng và để nguội. Đặt túi trà lên vùng răng đau. Lợi ích: Trà đen có chứa tannin, giúp giảm sưng và đau nhức. 7. Thuốc giảm đau. Cách thực hiện: sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen hoặc paracetamol theo liều lượng khuyến nghị lợi ích thuốc giảm đau giúp kiểm soát cơn đau tức thì và giảm viêm kết luận những biện pháp trên có thể giúp bạn xử lý nhanh cơn đau răng tại nhà tuy nhiên chúng chỉ mang tính tạm thời nếu cơn đau kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hãy đến gặp nha sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời chăm sóc răng miệng định kỳ là cách tốt nhất để ngăn ngừa các vấn đề về răng hãy luôn chú ý đến sức khỏe răng miệng của bạn